Khoảng 23 giờ đêm 6 tháng 4 năm 2021, ngọn lửa bất ngờ xuất hiện tại một công ty sản xuất nhựa trên đường Lạc Long Quân, thuộc phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ trong vài phút, hỏa hoạn bao trùm toàn bộ công ty, khiến lửa cháy đỏ rực cả một góc trời. Người dân xung quanh chứng kiến vụ việc đã cùng nhau dập lửa, hò hét, mọi người di tản khỏi khu vực cháy và gọi điện cho cơ quan chức năng. Ngay trong đêm, hàng trăm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng nhiều thiết bị phương tiện chữa cháy hiện đại được điều động đến hiện trường. Tuy nhiên, do khu vực cháy có diện tích khá rộng đến hàng trăm mét vuông, chất cháy chủ yếu là sản phẩm về nhựa nên khiến ngọn lửa diễn biến khó lường. Lực lượng cảnh sát phải mất hàng giờ liền để tiến hành dập tắt hỏa hoạn. Đến hơn 2 giờ sáng ngày 7 tháng 4 năm 2021 thì ngọn lửa đã được khống chế. Được biết, dù hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn nhiều máy móc, thiết bị và nhựa thành phẩm và chưa thành phẩm trong nhà xưởng. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ nhấn like và nhấn đăng ký kênh để xem những video mới nhất của chúng tôi nhé.